Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 242. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc và quyết chí đời này chúng ta phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những việc hơn thua đấu đá trong cuộc đời này mình đều có thể buông được hết, quý vị nhớ. Nếu như người thật sự vì giải thoát thì tất cả những sự hơn thua đấu đá thì sẽ buông được hết. Cái danh cái lợi trong cuộc đời này quý vị sẽ buông được hết. Nếu quý vị không thật sự gì sanh tử thì cái thứ gì trong cuộc đời này quý vị cũng dính hết. Là thứ gì cũng lo. Tại vì sao? Vì đâu có tâm cầu giải thoát đâu. Nên cái gì cũng bận tâm, cái gì cũng dính mắc, cái gì cũng phải lo, nên khổ. Nên mỗi một con người chúng ta chỉ cần thật sự có tâm giải thoát thì nhiều thứ phiền phức trong cuộc đời này mình sẽ buông được. Những ngày tháng mình sống đặc biệt, dù có người châm chích, dù có người thị phi, bản thân mình những ngày tháng sống cũng đặc biệt. Cái thường ăn ngon ngủ yên lên ký. Vì sao? Vì mình hiểu về định luật nhân quả. Nên mỗi ngày những đức cùng với hàng Phật tử chúng ta cùng tu học trực tiếp, vừa nhắc mình cái việc nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, tức khắc chúng ta đề xướng niệm Phật liền. Mình vừa nhắc cái là mình nhớ liền. Một ngày mình có bận biểu cỡ nào mình cũng thường nhắc nhau niệm Phật. Nhắc nhau niệm Phật, chứ đừng nên nhắc nhau hơn thua đấu đá. Thí dụ như tất cả người bên cạnh mình toàn là những người có tâm giải thoát thì cái tâm giải thoát vì nó càng tăng lên. Còn mình để những người bên cạnh mình là cái người châm chích, cái người hẹp hòi ích kỷ thì quý vị sẽ bị họ tác động đến, cũng làm cho quý vị sanh phiền não. Nên mỗi ngày mình đều phiên nhau là gì? Nhớ Phật niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là hay nhất. Còn ở thế gian này đừng có cầu toàn. Cầu toàn là sanh phiền não quý vị. Nhớ, có nhiều người chúng ta được voi đòi tiên. Ngày xưa ở cái nhà dột nát, ao ước gì chúng ta cắt được cái căn nhà mà che mưa che nắng ổn ổn là được. Nhưng được căn nhà che mưa che nắng thì lại muốn cái căn nhà đúc. Được căn nhà đúc rồi lại muốn biệt thự. Được biệt thự rồi chúng ta muốn căn ở Đà Lạt nghỉ mát đồ này kia. Thấy không? Nghĩa là mình cứ muốn suốt rồi. Mình không biết đủ. Mà con người mà thường không biết đủ vậy là thường sanh phiền não. Thường không biết đủ đó là sanh phiền não. Những đức thấy, những đức gặp Phật Pháp mười mấy năm nay, vừa gặp Phật Pháp là làm việc cho Phật Pháp, làm việc cho chúng sanh suốt luôn tới bây giờ. Chỉ có một câu Phật hiệu chân thật niệm, làm được bao nhiêu việc trong cuộc đời thấy ý nghĩa. Nên khi ngồi nghĩ đến ngày xưa mình ở ngoài đời,
không làm cái trò trống gì, sống những ngày tháng vô nghĩa. Thì nghĩ đến mình gặp Phật Pháp, gặp Pháp Môn Tịnh Độ, chuyên niệm Phật. Có nhiều người nói ông không biết gì. Trong lòng những đức nói không biết cái gì mà biết làm gì cho chúng sanh là được, còn hơn biết quá trời luôn, không làm được cái gì. Mỗi ngày sân si phiền não. Những đức thấy từ khi những đức học Phật tới giờ, học được cái gì quý vị? Học được cảm thấy cái tâm mình thoải mái, thường biết cười. Nếu như bạn học Phật mà bạn không biết cười, mặt bạn đầm đầm như ai ăn hết của mình, vậy thì ai nhìn mình mà muốn học Phật quý vị? Không ai muốn học Phật bao giờ. Đúng không? Bây giờ tất cả chúng ta, không lẽ quý vị thích gần con người nặng nề? Đa phần ai cũng thích gần con người thoải mái, vui vẻ, tự tại, chứ không ai thích gần con người nặng nề bao giờ. Chỉ có duyên chiêu cảm thì phải gặp thôi, chứ trong tâm mỗi người đa phần ai cũng thích con người vui vẻ. Từ những con người nặng nề mới thích nặng nề thôi, nghiệp duyên chiêu cảm. Nên mỗi một con người chúng ta, mình gặp Phật Pháp, mình là người niệm Phật, niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Mà danh hiệu A Di Đà Phật, A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Mình niệm cái vô lượng giác. Mà mỗi ngày mình cái gì mình cũng nặng nề, cái gì mình cũng ôm chấp, vậy làm sao mình an lạc được quý vị? Trong khi Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một Đức Phật Quan Hỷ. Mà mình niệm danh hiệu Phật mà mình không vui vẻ, không quan hỷ, thì Phật tử xem lại mình, sao mình giảng sanh đây? Mình là người nghe Phật Pháp, biết niệm Phật, người gia đình mình họ đâu biết tu đâu, thì họ câu có nặng nề phiền não. Đúng rồi. Còn mình là người biết tu, mình phải buông xuống chứ. Nên nhà Đức nói chỉ cần quý vị nhắm được mục tiêu là đời này nhất định không phải giảng sanh gì cực lạc, thì cái thứ gì phiền não trong cuộc đời cũng buông được. Phiền não hay vui vẻ gì cũng quy về đời này tôi phải giảng sanh cực lạc. Chỉ cần quý vị duy trì cái tâm như thôi thì chắc chắn cái gì cũng vượt qua. Nhớ, vui buồn gì trong cuộc đời này cũng quy về cái chỗ niệm Phật giảng sanh. Mục tiêu của mình là đời này phải giảng sanh, nắm chắc câu Phật hiệu, thì những cái thứ khác tự nhiên tự nó lạc, tự nó càng ngày càng lạc thôi. Thấy không? Nên hiểu được nguyên lý này thì tự nhiên mình tu mình thấy thoải mái lắm. Còn có những người thì giống như kìm mình vậy đó, niệm Phật mà kìm mình vậy đó. Kìm cái gì? Kìm để đừng có chút vọng tưởng gì khởi lên, niệm ra cái mặt thấy ghê, giống như gặn vậy đó. Niệm Phật gì làm gì gọi là tự tại? Danh hiệu Phật là danh hiệu an vui tự tại. Còn mình niệm danh hiệu Phật mà giống như mình gồng vậy đó, chịu vậy đó. Mình dùng danh hiệu Phật đấy để như quýt lộn vậy đó, vậy thì đâu phải người biết niệm Phật. Niệm Phật là niệm sao? Là niệm bình thường, vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít mặc kệ nữa. Mình cứ lo niệm Phật. Giống như giờ vì đang cấy lúa, ăn tổ này nói giống như mình đang cấy lúa vậy, thì mình cứ lo cấy lúa. Còn bên đây nhổ cỏ là họ lo nhổ cỏ. Mình đang cấy lúa mà mình còn muốn nhảy vô cái việc người ta nhổ cỏ, phiền não phải không? Bởi vì mình phiền não là phải rồi, phải chi mà mình lo việc cấy lúa của mình là được rồi. Nên cái người mà thích lo chuyện bao đồng, chạy đầu này chạy đầu kia đấy đi tìm chuyện phiền phức, thì người này không phải là người tu giải thoát đâu quý vị. 100% quý vị luôn. Những đức mà công việc đi qua đi lại các điểm chùa thăm các cụ, nên đi tới đi lui, chứ ngoài ra, ngoài cái việc đi qua chùa cũng không muốn, muốn nhìn cái gì, tìm cái gì, làm cái gì. Rảnh thời gian niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc,
rảnh thời gian chia sẻ Phật pháp còn an lạc, còn vui hơn. Làm những việc này thấy trong lòng mình thoải mái, vì thấy vui vẻ tự tại. Nên Phật tử mình ngoài đời làm ăn buôn bán cái gì thì cái việc đó cuộc sống sinh nhai mình phải làm, nhưng đỡ tối đa gì chuyện xen vào chuyện người khác đi, thì quý vị mới là người tu giải thoát. Mình là người tu giải thoát mà đụng cái việc gì cũng xen vào chuyện, việc gì cũng đâu đụng vào chuyện của người ta, bản thân mình quý vị làm được không? Làm không được đi kiếm chuyện, đi kiếm việc này việc kia làm chi, đi moi đồ này móc đồ kia làm chi. Cái người mà moi đồ này móc đồ kia là đi lượm rác quý vị, thích đi lượm rác, gặp Phật pháp nhưng mà thích đi lượm rác, nên cả đời họ phiền não lắm, thường nặng nề. Còn mình thì nhớ Phật, quý Phật tử phải nhớ, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, nắm chắc danh hiệu Phật, chứ đừng đi lượm rác. Lượm rác thì mình chứa rác, nắm giữ danh hiệu Phật thì mình gần Phật, thì quý vị thường an vui, thường tự tại. Người gặp mình cũng quý, cũng thích, vì mình niệm danh hiệu vô lượng giác. Con người mình càng ngày tâm lượng càng rộng. Quý Phật tử thấy rõ ràng không? Từ khi chúng ta biết nhau bây giờ, tâm lượng mình càng ngày càng lớn ra, người cũng không có keo kiệt, người cũng không nặng nề gì vật chất. Rồi nhiều cái buồn giận mình buông ra sớm, buông càng sớm càng tốt, buồn giận gì cho nó mệt thêm. Tất cả những việc trong cuộc đời này đều là giúp mình để giải thoát không. Ai muốn ở là gọi ta bà thì họ ở đi, thích moi móc thì kệ họ. Mình cứ nhớ Phật, niệm Phật là hay nhất. Nên Phật tử ngoài đời thấy không, giờ mình buôn bán ngay cái chợ đó, buôn bán ngay cái sạp đó, buôn bán ngay nhà mình, cũng gặp những việc này việc kia. Mình bán ế thì người ta cười, mình bán đắt thì người ta chăm thọt, đúng không? Trong cuộc đời là gì mà không có tiền thì muốn có tiền, mà có tiền thì sợ bị mất cắp tiền, đúng không? Nên trong cuộc đời này đa dạng khổ, nên Phật mới nói rằng khổ không thể nào nói hết. Nếu như cái tâm quý vị mà quy về Phật, nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những cái nặng nề kia tự nó sẽ nhẹ đi. Chùa của mình đông gì mà mỗi ngày Như Đức còn chia sẻ Phật pháp cho vị nghe. Nếu như mỗi ngày Như Đức câu có không, sao chia sẻ Phật pháp cho vị nghe? Chắc chia câu có, đúng không? Bây giờ mỗi ngày mình nặng nề không thì mình xả hơi ra là xả gì? Xả hơi nặng. Cái người mà khó chịu xì hơi cũng khó chịu, cái người mà thoải mái an lạc xì hơi cũng nhẹ nhàng. Phải nhớ, có người mình mà thoải mái rồi hoàn cảnh trước mặt mình đều thoải mái chứ, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Cái người mà bực bội rồi cái thứ gì cũng muốn nhào vô xen vào, làm cho nhiều người không ưa, làm nhiều người không thích. Từ nơi đó cuộc đời mình sống không thấy bất an, thấy bất an. Cái tu hành là cái quan trọng gì? Dưỡng được huệ mạng quý vị. Dưỡng được huệ mạng là cực kỳ quan trọng. Không biết dưỡng huệ mạng thì thua. Người tu hành mà không biết nuôi dưỡng huệ mạng của mình thì thua. Nên cả đời con người tu, cái chữ chung quan trọng. Mà chung phải nhắm mục tiêu mà chung. Thí dụ như cả đời mình gặp Phật pháp, mình chung với Phật, mình chung với Pháp, mình chung với Tăng. Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta tu tịnh độ, mình chung với lời của Phật dạy. Phật dạy mình niệm ấy với Đà Phật, mình chân thật niệm Phật. Mình chung với Pháp, cái Pháp mà Đức Phật đã thọ ký, thờ mạt Pháp, niệm Phật thành tựu. Mình chung Tăng là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Mình tu tịnh độ, Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí là Tăng.
chúng ta tin và chung 100%. Nhìn Phật A Di Đà là nhắc mình giác ngộ, nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm là nhắc mình từ bi, nhìn Bồ Tát Đại Thế Chí là nhắc mình trí tuệ, giác ngộ, từ bi, trí tuệ. Nên trong nhà mình thờ Phật, Bồ Tát quá đặc biệt. Mỗi ngày nhìn Di Đà nhắc mình giải thoát. Giải là hiểu, hiểu được cuộc đời vô thường. Có cái gì mà giành giật được đâu mà đi hơn thua đấu đá. Thoát là không bù dặn người để trong tâm, là thoát. Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm coi mình có từ bi không. Người ta làm được việc tốt, mình có từ bi tỳ hỷ không? Người ta làm được việc thiện, việc tốt, mình có tỳ hỷ không? Hay là cái tâm hẹp hòi ích kỷ? Cái tâm hẹp hòi ích kỷ thì không có cửa từ bi, mà cũng không có cửa trí tuệ. Con người có trí tuệ thì mới có từ bi, con người có từ bi mới có trí tuệ. Còn mình thì tự quỷ quệ mạng của mình. Bây giờ mình mỗi ngày niệm Phật mà ai gách quần gách áo cái là mình đi báo tin. Cái gì cái là mình đi báo tin. Cái gì cái là mình đi kiếm chuyện. Vậy thì người mình vậy là làm gì có vụ từ bi, trí tuệ? Không có đâu. Phật tử nhớ, mình ngày xưa chưa gặp Phật Pháp, mình ngồi bán ngoài chợ mình còn nói xàm, nói chuyện tào lao, chuyện này chuyện nọ của thiên hạ, tụm ba tụm bảy nói khơ khơ. Bây giờ mình gặp Phật Pháp rồi, mình dành thời gian niệm Phật vẫn là hay. Dùng cái miệng niệm Phật vẫn là hay. Đó là cách dưỡng huệ mạng. Nhớ, mình dưỡng huệ mạng, mình là người niệm Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc mà. Dùng danh hiệu Phật để dưỡng huệ mạng, gây dựng tín nguyện kiên cố. Bé Liên Tịnh ta 11 tuổi ta đi thù thắng vậy. Cái chừng mình tu cả đời mình còn không được như người ta. Ta niệm Phật mấy tháng rồi ta đi thù thắng vậy. Là nhờ người ta biết câu Phật hiểu à. Có những người nói rằng bây giờ phải tìm hiểu biết cái này kia. Thì cứ tìm hiểu đi. Có những người mình thời gian đi tìm hiểu cả đời, không làm được cái gì, mà cũng quên suy nghĩ lại mình làm được cái gì. Một câu Phật hiệu người ta niệm mà ta làm được bao nhiêu chuyện. Vì thấy chương trình lễ lọc, những đức tổ chức biết bao nhiêu chương trình nói chưa. Có nhiều người nói, ủa ông này không biết, không biết mà người ta nghe, không biết mà người ta thích. Còn mình biết mà người ta không chịu nghe, người ta không chịu thích thì thua. Nên mỗi người mình nên nhận thức, nắm chắc câu Phật hiệu hay lắm, câu Phật hiệu thù thắng lắm. Nên nhiều người cả đời ta học, sau này tự nhiên ta bừng tỉnh lên, ta mới thấy ra đúng là câu Phật hiệu này quá thù thắng. Cái đại sư Liên Trì là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Quý vị biết ngày đi tham học cỡ nào chưa? Như đại sư Liên Trì là giống như được truyền y bát luôn. Nhưng mà cuối cùng ngài lên Lô Sơn, người ta hỏi ngài này kia, ngài nói ngài không biết. Cuối cùng người ta cứ cầu ngài để cầu mưa giùm. Ngài nói rằng bây giờ tôi làm sao làm theo ông diễn nghe. À, ngài cầm cái mỏ ngài cứ đi theo bờ lúa niệm Phật. À, tổ sư đó thể hiện cho mình thấy. Đại sư ngẫu ích đạt đến đại ngộ, gặp dặn bệnh không giải quyết được vấn đề sanh tử, coi sách đại sư Liên Trì, ngài lo niệm Phật. Lúc đó ngài nói một vạn con trâu kéo tôi kéo không nổi tôi. À, những tấm gương này mình nên học. Triệt Ngộ Thiền Sư ngài dùng bài kệ gì? Thật gì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu đi trì danh hiệu Phật. Triệt ngộ rồi để bài kệ lại. Ngài Mã Tổ, Đồ Tôn Quý Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói rằng niệm Phật là pháp tu vững vàng nhất. Tại sao lại nói vững vàng?
pháp nhị lực. Còn nếu như bỏ tịnh độ hoàn toàn tự lực, sao mình có cửa bước vào? Còn Ngài Quan Nhất Đại Sư, Ngài là dạy về giới luật. Khi có một lần Ngài dạy giới luật xong rồi Ngài xuống núi, nhiều đệ tử Ngài đi theo đưa tiễn Ngài. Ngài phiên câu rằng trong thời cuộc này các ông nên niệm Phật, nên nắm chắc pháp môn tịnh độ thì mấy ông tu có kết quả. Ngài để lại một câu rằng một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm bà nhớ, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà nhớ nghe. Nên chúng ta nên nắm chắc câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi siêng niệm, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, cứ nghĩ tất cả sự cố đều để giúp cho mình giảng sanh cực lạc. Mục tiêu mình là giảng sanh cực lạc, đã là mục tiêu giảng sanh rồi thì tất cả sự cố gì cũng đều vượt qua được. Nhớ phải gây dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh thì đời này chắc chắn giảng sanh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử ai cũng là những thường người tính nguyện kiên cố, nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.